Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt đã khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Và đây là hình ảnh tại huyện Tương Dương, nơi được coi là chảo lửa của tỉnh Nghệ An. Người dân đã đổ xô ra thượng nguồn sông Lam tắm mát. Việc trang bị áo phao như người dân tại đây là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn khi tắm. Tuy nhiên quý vị cũng cần lưu ý, chỉ nên tắm sông khi trời đã tắt nắng để đảm bảo sức khỏe. Không chỉ tắm sông, những khe suối cũng được người dân tìm đến để giải nhiệt. Tại khe Cớ ở xã Tam Đình, huyện Tương Dương, thậm chí từ khoảng 9 giờ sáng, hàng trăm người đã có mặt để tìm chỗ trốn nắng. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt còn bao trùm các tỉnh thành miền Trung trong hôm nay và ngày mai. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay dao động từ 37 cho đến 40 độ, có nơi trên 40 độ tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi. Còn các tỉnh thuộc bộ phận Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp hơn một chút, trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ. Nhiệt độ cao cùng với độ ẩm không khí giảm thấp do tác động của hiệu ứng phơn nên trời nắng như đổ lửa. Sang ngày 21, ngày 22, nắng nóng sẽ dịu bớt. Mưa rào và dông xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiệt độ hạ xuống mức từ 30 cho đến 33 độ. Còn ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, dao động từ 32 cho đến 36 độ. Trở ra Bắc Bộ, trong trưa và chiều nay, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn hiện diện tại đây. Nhiệt độ ở mức từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, thời tiết oi nóng và khó chịu. Tuy nhiên, trong đêm nay đến sáng mai, chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén bởi khối khí mát ở phía Bắc, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông xuất hiện. Riêng khu vực vùng núi khả năng cao sẽ xảy ra mưa vừa cho đến mưa to. Bà con cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới tại đây giảm xuống mức từ 30 cho đến 33 độ, tiết trời dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, trong ngày mai trời vẫn có nắng nóng với mức nhiệt từ 37 cho đến 40 độ. Hai ngày sau đó, mưa dông xuất hiện cũng làm cho nhiệt độ giảm dần, chỉ còn xảy ra nắng nóng ở một vài nơi với mức nhiệt từ 33 cho đến 36 độ. Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong ngày 20 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Riêng khu Tây Bắc vẫn có nắng nóng, nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 37 đến 40 độ. Sang ngày 21 và ngày 22 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió mạnh. Nhiệt độ giảm xuống mức từ 33 cho đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trong ngày 20 tháng 5 trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Riêng các tỉnh vùng núi sẽ có mưa vừa cho đến mưa to. Sang ngày 21 và 22 sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống mức từ 30 cho đến 33 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, ngày mai ít mưa, nắng nhiều và tiếp tục xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến từ 37 cho đến 40 độ. Từ đêm 20 cho đến ngày 22 sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm xuống mức từ 30 cho đến 33 độ ở phía Bắc và từ 32 cho đến 35 độ ở phía Nam khu vực. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong ngày mai ít mưa, nắng nhiều và tiếp tục xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 35 cho đến 38 độ. Sang ngày 21 và ngày 22 tháng 5, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió mạnh. Nhiệt độ sẽ giảm khoảng 2 độ, xuống mức từ 33 cho đến 36 độ. Đối với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trong ngày 20, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày 21 và ngày 22, ban ngày trời nắng cường độ trung bình, vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió mạnh. Nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, trong ngày 20, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 21 và ngày 22, ban ngày nắng có cường độ trung bình, vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ biến đổi từ 32 cho đến 35 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, trong ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Sang hai ngày tiếp theo sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giảm xuống mức từ 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực Bắc và giữa của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, tàu thuyền có thể yên tâm ra khơi.
Khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam với cường độ trung bình, có mưa rào và dông rải rác ở phía nam của khu vực, cho nên bà con ngư dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo trong cơn dông, đặc biệt là vào thời điểm chiều tối. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.